Tiếp theo trong phần du lịch, chúng ta sẽ quay trở về lại Canada để khám phá 8 thị trấn nhỏ xinh ở tỉnh bang Ontario mà khiến cho du khách như lạc vào giấc mộng Giáng sinh lấp lánh. Hallmark Channel nổi tiếng với loạt các chương trình bằng tiếng Anh, đặc biệt là những câu chuyện tình lãng mạn liên quan đến Giáng sinh. Nếu từng say đắm và mê mệt trước những thị trấn Giáng sinh đầy màu sắc như bạn đã từng chiêm ngưỡng trên màn ảnh, những thị trấn nhỏ xinh đẹp quanh Ontario sau đây sẽ đưa bạn trở thành nhân vật chính trong một bộ phim Hallmark ngoài đời thực. Trước tiên là Niagara on the Lake, nằm trên bán đảo Niagara, nơi sông Niagara gặp hồ Ontario, bên kia sông là New York, Hoa Kỳ. Thị trấn Niagara on the Lake thuộc vùng Niagara của Ontario và là thị trấn duy nhất ở Canada có thị trưởng lãnh chúa Niagara on the lake thu hút khách du lịch nhờ các tòa nhà kiểu thuộc địa lễ hội so pháo đài George nhà máy rượu vang trung tâm mua sắm trên đường cao tốc và vị trí gần thác Niagara với các khu chợ buổi biểu diễn sân khấu mang không khí lễ hội và những cửa hàng lấp lánh ngôi làng giáng sinh đích thực này luôn là một địa điểm tuyệt vời để tận hưởng không khí ngày lễ hội tiếp theo là thị trấn El Monte nằm trên sông Mississippi gần Ottawa Cộng đồng này có khoảng 5.000 người sinh sống, cách trung tâm thủ đô của Canada chưa đầy 40 phút đi xa. Thị trấn quyến rũ này của tỉnh Ontario là bối cảnh của gần 20 bộ phim Giáng sinh lãng mạn. Nếu đặt chân đến nơi này vào mùa đông thì hãy đi dạo trên những con phố cổ kính và giả vờ là ngôi sao trong bộ phim Giáng sinh của chính mình để được sống trọn khoảnh khắc mát ngoài đời thực. Và điều quan trọng là đừng quên ghé qua Hummingbird Chocolate, nơi có món sô-cô-la ngon nhất thế giới để không bỏ lỡ tinh thần Giáng sinh nhé. Tiếp theo chúng ta đến Bayfield nằm trên bờ hồ Huron với nét đẹp cổ kính, nổi tiếng với những nhà hàng xinh xắn, công viên và bãi biển xinh đẹp. Bằng một cách thần kỳ nào đó, thị trấn bãi biển này sẽ biến thành một câu chuyện Giáng sinh Hallmark vào mỗi mùa lễ. Khi đến Bayfield vào dịp lễ Giáng sinh, thị trấn ấm áp này như dẫn lối bạn bước vào một bộ phim hoa mát thật sự. Từ những con đường cổ kính tràn ngập ánh đèn, những cửa hàng phủ đầy tuyết cho đến một sân trượt băng lấp lánh. Rồi chúng ta sẽ đi đến Collingwood là một thị trấn thuộc quận Simcoe của tỉnh Ontario. Thị trấn này nằm trên vịnh Nottawasaga ở điểm phía nam của vịnh Georgia. Nếu như vào mùa hè, Collingwood là điểm khám phá lý tưởng với các hang động đá vôi dọc theo vách đá Niagara. Thì vào mùa đông, Collingwood trở thành một trong những thị trấn trượt tuyết nổi tiếng ở Canada. Collingwood là một nơi thơ mộng để ghé thăm trong kỳ nghỉ lễ và thị trấn này chỉ cách Blue Mountain Village một chuyến đi ngắn. Nếu bạn đang tìm kiếm một kỳ nghỉ giáng sinh yên tĩnh ở Ontario, không có nơi nào thích hợp hơn là một nơi nghỉ ngơi cuối tuần ở Collingwood. Nếu bạn đã từng muốn đón Giáng sinh ở châu Âu giữa lòng Canada thì đừng nên bỏ lỡ thị trấn cổ tích này, đó là thị trấn Perth, là một thị trấn ở phía đông Ontario, nằm trên sông Tay và là thủ phủ của quận Lanark. Có hơn 100 cửa hàng và nhà hàng địa phương ở Perth, từ quần áo, hợp thời trang, đồ gia dụng và nhà hàng chất lượng. Hãy nhớ dành thời gian để khám phá mọi thứ, nhất là khi lang thang trên những con phố với những tòa nhà di sản và ngắm nhìn những mặt tiền cửa hàng được trang trí bắt mắt. Chuyển đến Blue Mountain Village là nơi có hơn 50 quán bar, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và trong thời điểm đẹp nhất trong năm. Nơi đây đang diễn ra sự kiện Holiday Magic of Blue Mountain. Sự kiện đã bắt đầu từ ngày 18 tháng 11 và sẽ kéo dài cho đến ngày 8 tháng 1 năm 2023. Vào ban ngày, ngôi làng sẽ trở nên lấp lánh với phong cách trang trí lễ hội, âm nhạc ngày lễ và những ngọn lửa ấm cúng. Và khi chiều tà, từ lúc chạng vạn tối, hãy đi theo đường mòn Holiday Light Trail dài 1 km xuyên qua ngôi làng để khám phá những màn trình diễn ánh sáng tương tác và đầy mê hoặc. Vé vào cửa là miễn phí và hãy ké ngay địa chỉ tại 156 Jozo Wider Boulevard, The Blue Mountains của tỉnh Ontario. Để trải nghiệm không khí giáng sinh cùng những hoạt động đặc trưng không thể bỏ qua của mùa lễ hội, tiếp đến là Uxbridge, là một thị trấn đẹp như tranh vẽ và yên tĩnh nằm trên sườn phía bắc của Oakridge Moraine. Mặc dù chỉ cách Toronto 68 km, nơi đây giống như một thế giới khác với vẻ đẹp thanh bình và yên tĩnh. Uxbridge tự gọi mình là thủ đô đường mòn của Canada. Những người đi bộ đường dài, đi xe đạp, cưỡi ngựa, trượt tuyết và những người yêu thích không khí trong lành có thể trải nghiệm hơn 220 km đường mòn được quản lý theo mùa. Thị trấn lấp lánh này còn là một địa điểm ngọt ngào để mua sắm và thưởng thức đồ uống lạ miệng. Bạn cũng có thể đến Fantasy of Lights gần đó và thưởng thức các màn trình diễn Giáng sinh miễn phí. Và cuối cùng là thị trấn Gananocky, là một thị trấn trong khu vực Leeds và Granville của Ontario. Tên của thị trấn là một tên thổ dân có nghĩa là thị trấn trên hai con sông và thường được viết tắt là Gan. Nép mình ở trung tâm của Thousand Islands, tức là khu một ngàn hòn đảo hay là thiên đảo. Gananoc là một điểm đến nổi tiếng quốc tế dành cho khách du lịch. Trên thực tế, quần đảo này có đến 1864 hòn đảo, với những cây ngọc lục bảo và những bờ rừng tương phản hoàn hảo với làng nước trong xanh. Trong mùa lễ này thì bạn có thể ghé thăm một thị trấn ven hồ xinh đẹp và thưởng thức các món ăn Giáng sinh. Cuộc diễu hành của ông già Noel, ánh đèn lấp lánh và còn nhiều điều hơn thế nữa. Chúc quý vị và các bạn có những trải nghiệm thật thú vị trong mùa lễ Giáng sinh, cũng như một mùa lễ an lành, vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Đến đây, thế giới đó đây, xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị xin đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.